Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shoptng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Hai chào tất cả anh em. Bạn mất về tháng trời mới cày được chút vàng, muốn mua cho mình một vị tướng để cày rank mùa 10 này với mức giá vào khoảng 18.880 vàng. Vậy có bao nhiêu vị tướng 18.880 vàng? Con số là cực kỳ lớn. Nhưng để mà chọn tướng 18.880 vàng đáng mua mùa 11 mà không cảm thấy hối tiếc tiền của mình thì bạn cần một quân sư tư vấn cho anh em. Và nếu không có ai hay là bạn chưa tìm thấy, hãy để Chat làm điều đó nhé. Với phần 2, top tướng 18.880 vàng đáng mua với thiên hướng cấu rỉa và sát thương. Ở phần 1 chúng ta nói về các vị tướng sâu sát thương và băng xả mạnh. Anh em nào chưa xem có thể xem lại nhé. Ad có để link ở phần mô tả cho anh em. Thứ nhất, D'Arcy. Ở mid không mạnh lắm thì thầy vào độ rừng. Lượng sát thương từ chiếc thức và đòn đánh tay sau khi cường hóa rất lớn, giúp cho D'Arcy có thể farm quá nhanh, sốc sát thương hoàn hảo như một vị tướng sát thủ thụ. Khó có vị tướng nào thiếu cơ động có thể chạy thoát được khỏi D'Arcy nếu trong tay những người chơi thuần thục. Tuy nhiên, không phải ai đều có thể thực hiện thành thục được combo cực mạnh vị tướng này. Các chiêu thức phải được kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn và với sự chuẩn xác từng giây một. Ngoài ra, chiêu thức thứ hai với lượng sát thương rất lớn, tuy nhiên lại không có bất kỳ hiệu ứng khống chế nào và thời gian chờ chiêu tương đối lâu, đưa đến tình trạng kẻ địch có thể dễ dàng chạy thoát, đặc biệt là các vị tướng cơ động. D'Arcy rất mạnh, nhưng nếu không biết chơi thì đơn giản là tìm bạn đang chấp người. Cố lên nhé anh em, khó chơi nhưng nếu thành thạo thì gánh team siêu mạnh. Về cách chơi, chiêu 2 của D'Arcy hơi khó trúng, nên sử dụng vào các vị tướng bị trích chiêu 1 hoặc là đã bị khống chế, tại vì chiêu 1 ta có khả năng khống chế làm chậm đáng sợ nhé, giúp cho bạn dễ trúng hơn. Hoặc là khi mục tiêu trúng chiêu cuối, chúng ta sử dụng vào khoảng 1 giây sau khi trúng và sử dụng chiêu 2 sau đó, chắc chắn trúng 100% nhé, trừ khi tướng địch có chiêu miễn hiệu khống chế như là triệu vân, theo nát để mà hóa giải. Tận dụng chiêu 2 trong mọi thời điểm, đặc biệt là cho tranh tổng, có thể dùng để thủ trụ, ép trụ. Ở chiêu 2 này, nhiều mục tiêu trúng thì nội năng của các bạn lại được hồi nhanh và tạo ra pha cường hóa siêu nguy hiểm. D'Arcy hồi máu nhờ chiêu 1 khi cường hóa và hồi năng lượng tiêu hao khi đầy nội năng, nên tận dụng đói thường liên tục và cố gắng tích được thanh nội năng trước ao tranh là hoàn hảo nhất nhé. Chiêu cuối dùng làm 3 việc. Thứ nhất, khống chế. Nếu khống chế không đủ thì chúng ta sử dụng để tiếp cận hay là rút chạy an toàn. Vị trí đi rừng cầm bổ trợ chính trị hoặc là đi mid cầm tốc hành và tốc biến, đầu game nâng 2, sau đó mắc 1 cài máu thứ nhất. Thứ hai, Liddit là một vị tướng khả năng gia tăng tốc độ chạy di chuyển trong bụi cỏ, phát hiện kẻ địch trong bụi cỏ nhờ nguyệt quang, nên không những giúp ca, nặng đốt, diêu mà cả chuyên gia tàng hình như là Batman, Ngộ Không, Quillen cũng phải rất dè chừng khi đội hình đối thủ có Liddit. Ngoài ra, với việc đặt chiêu 2 giúp cho Liddit có thể đánh theo kiểu du kích. Đây là khả năng độc đáo mà chỉ có Liddit có với biệt danh chiêu du kích của mình. Về cách chơi, Liddit mạnh nhất là khi hân đồ, vậy nên hãy cố gắng farm hết sức có thể khi có khoảng trống. Thường thì muốn bắt Liddit dễ nhất đó chính là khi cô nàng này mất nội tại chạy nhanh. Nếu cố gắng cho tranh thì chọn vị trí của bụi cỏ và hạn chế trường hợp bỏ bụi để mà rớn bắn nhé. Vị trí đi rừng cầm bổ trợ chính trị, đầu game nâng 2 để farm nhanh, sau đó nâng mắc 1 cài máu thứ nhất. Thứ ba, theo nát. Giết chơi và dưỡng thưởng đó là các điều mà anh em thường đánh giá khi sử dụng theo nát. Khi đã có cho mình một lượng trang bị đầy đủ với kỹ năng ứng nhãn của mình, cô nàng có thể hạ gục tất cả đối thủ trên đường đi, dù là đấu sĩ hay là tanker. Tuy nhiên, sức mạnh của Thiên Nát bị giảm chút ít sau khi sự thay đổi của bản cập nhật mới sửa đổi đôi chút về trang bị. Dù vậy, điều đó không hề ảnh hưởng tới sức hút của vị tướng này đối với tất cả anh em game thủ, đặc biệt là các bạn gái. Về cách chơi, là vị tướng xạ thủ bạn phạm trong đường của mình thì mới di chuyển ra đường mid ép đường của đội nhé. Và đi xong thì nhớ trở về mà thủ và farm đường của nhà mình. Và phải cố gắng giữ đỉnh cao trên 50% bản đồ nhé. Tránh di chuyển đầy đường một mình, nếu mất trụ cùng lắm là ra mid farm rồi cho thằng mid ra rồng, hoặc là đợi lính xuống thấp gần trụ 2 ta farm tiếp. Chỉ nên đẩy lính khi có sự bảo kê hoặc là thấy được sự hiện diện của rừng đối thủ ở vị trí nào thôi nhé. Chiêu cuối của Theo Nát có thể giải hiệu ứng khống chế, khắc chế chiêu cuối của D'Arcy, nên đôi khi không cần sử dụng để bắn người mà có thể sử dụng để mà tránh bị nguy hiểm nhé. Ngoài ra, ta nên sử dụng chiêu cuối để tạo ra pha tấn công hay là gank bất ngờ bởi tầm xa và khả năng khống chế khá lâu của chiêu thức này. Ở các bụi cỏ nào các bạn không cảm thấy an toàn nên sử dụng chiêu 2 để check thử, tăng tốc độ chạy thì chắc chắn có người rồi. Vị trí đường rồng cầm bổ trợ thuốc biến, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Thứ tư, Liliana. Đây là vị tướng pháp sư mạnh ở phiên bản này. Liliana càng tỏ ra hữu dụng của mình khi làm vị tướng pháp sư đa chức năng, vừa cấu rỉa, vừa sát thương ổn và siêu mạnh về late game. Xứng đáng để anh em tậu về gánh team nhé. Với 5 kỹ năng khả năng gây đột biến cho tranh cùng với sát thương đủ khiến cho mọi đối thủ đều phải ngán ngẩm khi gặp Liliana. Không chỉ có khả năng cấu rỉa mạnh mà khi hóa cáo thì khả năng kết liễu đối phương của Liliana thực sự đáng để đề phòng. Về cách chơi, khi tạo được quả cầu nên ưu tiên vào chủ lực hơn là tanker nhé. Không gây được sát thương thì có thể khép góc. Về con này thì hơi khó chơi và xử lý tùy tình huống trong game, nên anh em cố gắng luyện tập. Tận dụng chiêu 1 và 2 cấu rỉa, sau đó lao vào chủ lực tiêm địch nhờ khả năng outplay khi biến hình. Chỉ lao vào hàng của tiêm địch khi đối thủ không còn các chiêu thức khống chế cứng hay là khả năng xông vào thương. Không thì chỉ cần ở ngoài ném chiêu 1 thôi, đủ khiến đối thủ phải khóc chạy về hồi phục. Điểm hay của Liliana khác với các vị tướng cấu rỉa khác đó chính là chiêu thức có thể bỏ qua hàng tank cờ đối thủ mà toang đầu chủ lực tức thì. Vị trí đường mid cầm bổ trợ tốc biến nếu mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Thứ 5, Capheny. Capheny là vị tướng xạ thủ khả năng tay đôi cực mạnh ngay từ đầu game, có hai cơ chế. Thứ nhất là đại liên, bắn liên thanh kết hợp với chiêu 2 tạo ra khả năng xuyên giáp cực khủng, hay là đại bác tạo ra pha bắn chí mạng cực thốn theo đường thẳng hợp cấu rỉa. Khi đi đường, bắn một pha đại bác rồi chuyển sang đại liên và liên tục như vậy, vừa cấu rỉa vừa tiện dọn quái, lại nhanh chóng sạc đầy nội năng dùng đại bác. Capheny là vị tướng xạ thủ có lối chơi đa dạng, thích ứng theo tình huống rất cao, cơ động thả diều khi bị áp sát, cấu rỉa do sát thương cực lớn khi giao tranh tổng. Cô xứng đáng là xạ thủ có sát thương cao nhất 2019. Về cuối game, Capheny chính là xạ thủ tính đột biến siêu đáng gờm, một bắn có thể toang ngay đối thủ, nên sử dụng cơ chế vừa đại bác vừa đại liên khi sử dụng khung tà ma nhé. Như thế mới tối đa được khả năng hồn màu của nàng này. Khi gặp đội hình nhiều sát thủ, không cần lên quá nhiều trang bị gây sát thương, mà nên dành ít nhất là 2 trang bị phòng thủ, tránh bị xúc chết khi chưa kịp bắn nhé. Lên đồ có thủ bảo kê khiến các sát thủ phải bó tay, không thể làm gì được cô nàng này. Chiêu cuối của Capheny tốt trong khoản đó chính là khép góc, giao tranh hay là ép trụ, thủ trụ và kể cả vét mạng diện rộng. Nhớ tận dụng chiêu cuối đúng thời điểm nhé. Một điểm, chiêu cuối cũng giúp bạn dùng cung tà ma, và khi cung tà ma chưa dụng không nên sử dụng chiêu cuối khi tiếp cận nhé, kẻo muốn hủy để bắn cung tà ma mà không kịp với sự tấn công chớp nhoáng của vị tướng sát thủ địch. Đây là vị tướng anh em nên mua và cần có. Nhưng trước khi chơi vào rank, anh em nên vào đấu thường luyện tập và tìm hiểu kỹ bộ thức này nhé. Trong khi bắn đại liên, anh em bớt băng xả quá nhiều, tại vì bản thân S nhiều lúc quá hăng say nên hay bị lên bảng sớm. Vị trí xạ thủ đường rồng cầm bổ trợ tốc hành hoặc là tốc biến nếu mắc chiêu 1, cài máu thấp nhất. Trên đây là 5 vị tướng 18.880 vàng phần 2, thiên hướng cấu rỉa và gây lượng sát thương khủng, sau đó băng xả gánh đội tốt. Nếu bạn nào chưa xem phần 1 coi lại nhé, S có để link cho anh em ở phần mô tả. Mọi thắc mắc và ý kiến cá nhân anh em bình luận ngay dưới video, S có đọc tất cả đó. 18.880 vàng này có thêm phần 3, anh em nhớ chờ đợi, sẽ có sớm thôi. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip lần sau. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.